Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 15 tháng 6 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Thật. Anh có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Anh về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trong ngày hôm nay cùng với hai anh em. Anh đã lựa chọn được hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Sản phẩm thứ nhất là một cặp loa Bose 4.2 Series 2. Sản phẩm thứ hai là một chiếc Omni Sansui 9090 dB. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trải nghiệm qua thì cửa hàng test thử cho khách hàng rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng mới làm những clip đăng lên kênh của mình, cũng là những hình thức quảng cáo bên cửa hàng. Vâng, vậy vâng, ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Nhưng trong thời gian vừa qua thì cô chủ shop cũng thức rất là khuya. Và ngày hôm nay thì được trời mưa mát, được nghỉ bù. Và những sản phẩm được khách hàng chốt đơn thì sau clip này cửa hàng sẽ test nhạc để gửi cho những vị khách hàng ở xa, hoặc có thể đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, cặp loa Bose 4.2 Series 2 cùng với một chiếc Omni có giá 50 triệu đẹp xuất sắc 9090 dB. Mà mới về hôm trước thì tại thời điểm này chính thức là chiếc Omni Sansui 9090 dB sắp xì vàng đã được nhận chủ mới tại thời điểm như bây giờ là buổi chiều của ngày 15 tháng 6 năm 2020. Nó có 4 cầu, em chuyển luôn cho anh cho nó dễ dùng. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc Omni có mức tiền rẻ hơn này, 48.500.000, cửa hàng vẫn có hàng này. Cũng đẹp như Thúy Kiều, Thúy Vân rồi. Nhưng sản phẩm mà có giá đắt tiền hơn một chút nữa thì nó sẽ khác biệt hơn rất nhiều. Bà chủ là gì chưa đúng, chứ ai nhìn thấy Thúy Kiều. Chưa nhìn thấy Thúy Kiều. Anh em người ở đây không ai nhìn thấy Thúy Kiều. Vâng, đây thôi. Một chiếc Omni 9090 dB sắp xì vàng cũng mới về cửa hàng thì đã được khách chốt trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, vậy bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm đã có chủ trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, những vị khách hàng đã chốt đơn thì trong ngày hôm nay cửa hàng sẽ chưa gửi được hàng. Sáng ngày mai cửa hàng sẽ đóng hàng sớm để gửi cho những vị khách hàng ở xa. Và sau clip này cửa hàng sẽ test nhạc những sản phẩm được những vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio của mình. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.